Trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông tại địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó là các thanh niên sử dụng các loại xe tự chế, xe cũ nát nhưng vẫn lưu thông trên đường, nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông là rất lớn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Không mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, trốn tránh lực lượng chức năng. Đây là những thực trạng đang diễn ra thường xuyên trên khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Không đội mũ bảo hiểm là sai, vi phạm pháp luật, nhưng là có cái việc đi học đòi, có cái việc gấp chạy và quên lấy mũ ấy. Còn giấy tờ thì có ở nhà, để ở nhà không bỏ cho xe. Đội cảnh sát giao thông là đã là tăng cường các tuyên truyền phổ thông, rồi là tuyên truyền cá biệt tuần tra ở trên các tuyến, đặc biệt là các giờ cao điểm, khi là buổi tối, tuyến đường nào mà thanh thiếu niên người bạn mà tập trung để chơi đông thì là chúng tôi cũng là tuần tra kiểm soát. Còn đây là những chiếc xe tự chế vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đắk Cờ Rồng bắt giữ. Những chiếc xe như thế này nếu lưu thông trên đường không chỉ mất an toàn giao thông cho người điều khiển mà còn nguy hiểm cho người tham gia giao thông cùng với những chiếc xe tự chế này. Tập trung vào công tác tuyên truyền vận động bà con là không đưa các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. Chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm phức tạp và buộc người vi phạm khắc phục hoàn thiện các cái bộ phận trước khi trả phương tiện vi phạm. Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn hai huyện miền núi Đắk Cờ Rông và Hướng Hóa đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người và bị thương 18 người liên quan đến xe mô tô. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm gần 1.700 trường hợp vi phạm. Tình hình vi phạm giao thông về không đội mũ bảo hiểm cũng như xe tự chế đang là nỗi lo thường nhật của người dân ở vùng cao. Cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các ngành chức năng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên vùng cao tỉnh Quảng Trị thời gian tới.